Xin chào tất cả mọi người. Với bài học này chúng ta bắt đầu đi vào Unit A. Bài thứ nhất, chúng ta đã biết là giáo trình editor A1 được chia ra làm tất cả 12 Unit. Và hôm nay chúng ta bắt đầu đi vào Unit thứ nhất, Unit A. Ngay ở trang đầu tiên chúng ta thấy có cái hình như thế này. Đây là hai người, một người phụ nữ và một người đàn ông. Và người phụ nữ chào, bonjour, chào ông. Vous êtes français? Bà ta hỏi, ông có phải là người Pháp không? Đây là động từ être, động từ là, tương đương như trong tương lai là to be, chúng ta sẽ học sau. Xin chào, ông là người Pháp phải không? Như vậy, ở đây chúng ta thấy tính từ này nói về quốc tịch. Và ở bên dưới chúng ta coi tiếp, rồi lại có chữ et vous. Et vous tức là thế còn bạn, thế còn bạn thì sao? Và bây giờ chúng ta thấy chủ đề chính, objective, tức là các cái mục tiêu chính của Unit 1 này, đó là demander de se présenter, yêu cầu người kia tự giới thiệu, yêu cầu một đối tượng tự giới thiệu, hoặc là mình tự giới thiệu, se présenter. Đó là nội dung thứ nhất của cái chương trình Unit 1 này. Và nội dung thứ hai là donner des informations personnelles, donner là cho, des informations, những thông tin personnel. Vậy chủ đề này chúng ta sẽ gặp ở trong những cái vấn đề này chúng ta sẽ gặp ở trong Unit 1. Xin người ta tự giới thiệu hoặc là mình tự giới thiệu, rồi mình đưa ra những thông tin cá nhân. Và ở bên tay phải chúng ta thấy comment vous vous appelez, tên bạn là gì. Như vậy trong bài này là một cái bài cơ bản, chúng ta học tiếng Pháp, chúng ta giao tiếp thì đầu tiên phải tự giới thiệu, xin người ta tự giới thiệu, rồi đưa ra một số thông tin cá nhân để cho hai bên có thể hiểu nhau. Và trong nội dung của interview này chúng ta sẽ học cái phần tự giới thiệu này, đó là phần đầu tiên. Rồi phần thứ hai chúng ta sẽ gặp về các tính từ chỉ quốc tịch, tức là nói mình là thuộc dân tộc nào, cư dân của nước nào, les adjectifs de nationalité. Rồi kế tiếp chúng ta sẽ gặp les articles définis, le, la, les. Chúng ta thấy các cái mạo từ này nó xuất hiện, chúng ta đã thấy xuất hiện ở trước các danh từ. Như vậy article défini là gì? Và trước khi đi vào các cái phần ngữ pháp này, như chúng ta đã dặn dò quy ước với nhau từ trước, chúng ta cần đi vào học cái phần từ ngữ đầu tiên để chúng ta có thể hiểu và có thể đọc hiểu, đọc được cái mặt chữ của những chữ mà nó xuất hiện trong trong cái phần này. Bởi vì chúng ta đa phần là những người mới học tiếng Pháp, mình nhìn các cái chữ này mình thấy nó xa lạ, thì bây giờ vấn đề của chúng ta là phải tập đọc làm sao cho nó quen cái mặt chữ và đồng thời hiểu được ý nghĩa của nó. Vocabulaire, vocabulaire là từ ngữ. Ở trong phần này người ta nói về les personnes là về con người, les loisirs, S này phát âm là Z bởi vì đứng giữa hai nguyên âm, les ovi là oa, les loisirs, các thú giải trí, tiêu khiển, les nombres, M đứng trước B, phát âm là N, les nombres, các con số. Vậy trong cái trang từ ngữ này chúng ta học về tên của các người, rồi các cái thú tiêu khiển giải trí, và thêm một số các cái số nữa, số 1, phần 1. Chúng ta không học hết được các cái phần số ở trong bài này, chúng ta chỉ học cái phần 1. Trước hết, les personnes là người ta đó, là con người đó. Thì con người có phái nam và phái nữ, chúng ta để ý đây các cái ký hiệu về sinh học này. Ở trong môn sinh học người ta ký hiệu cái này là phái nữ, cái này là phái nam, giống cái và giống đực. Thì bên nữ này, tức là giống cái, có la femme. Chúng ta để ý viết là O mà đọc là A, la femme là một người phụ nữ, la fille là cô gái. Như vậy là một bà phụ nữ có tuổi rồi, một cô gái còn trẻ, tất cả đều là phái nữ. Ở bên này chúng ta có hai danh từ là phái nam, l'homme, l'homme là người đàn ông, le garçon. Ở đây trong từ này chúng ta thấy có CCD, chữ C này nó có CCD, nó có cái đuôi nhỏ nhỏ gọi là CCD. Giá trị phát âm của nó là S, C nhưng mà có cái đuôi gọi là CCD. Phát âm là S,
Logaxon. Chúng ta đọc lại tên của hai cái danh từ ở trong giống cái. La femme, người đàn bà tương đối có tuổi. La fille, một cô gái còn trẻ. Và hai từ ở bên phái nam. L'homme, một người đàn ông khá đứng tuổi. Le garçon, một đứa bé trai. Và sau đây người ta đề xuất một số các danh từ về các cái thú tiêu khiển, thú giải trí, vui chơi đó. Les loisirs, như chúng ta vừa giải thích ở bên trên, ký tự S này phát âm là Z, bởi vì nó đứng giữa hai nguyên âm, đằng trước là Y và đằng sau cũng là Y. Chúng ta thấy nó nằm lọt lọt vào giữa, thì giá trị phát âm của nó là Z, viết là S mà đọc là Z. O với Y là oa, les loisirs, ký tự S cuối không có đọc. L'athlétisme, l'athlétisme, tại sao là la, tại sao là le, tại sao lại có l mà có cái dấu phẩy này, chúng ta sẽ học ở cái phần ngữ pháp mà chúng ta vừa mới trình bày vừa rồi, chúng ta sẽ học lại. Như vậy chúng ta cứ hiểu đây là một cái mạo từ để dẫn vào một danh từ. À, ký tự as không phát âm, như vậy còn lại là l'athlétisme, l'athlé, accent aigu đọc là e, tisme, ơ cuối không đọc, là môn điền kinh. Le cinema, chữ này tương đối đơn giản, là cinema là điện ảnh. La danse, A với N là âm mũi, ơ cuối không đọc. La danse là môn khiêu vũ. La lecture, T, nhưng mà khi đọc người ta đọc cho nó hơi hơi ướt ướt đi để cho nó hay đó. Thay vì đọc là la lecture thì cũng được. À, nhiều người họ đọc là la lecture, nó hơi hơi đi về chữ chờ. La lecture, đây là danh từ của động từ đọc, là sự đọc. La musique, chúng ta cũng để ý S đứng giữa hai nguyên âm, phát âm là Z. La musique là âm nhạc. La natation, chúng ta đã học ở trong cái phần phát âm T mà đứng trong cái cụm ký tự T-I-O-N, phát âm là sion, la natation, la natation, là danh từ của động từ bơi lội, sự bơi lội. La peinture, O-I-N đọc là a, la peinture, cũng giống như trường hợp này, đọc đúng cái T của nó là la peinture, nhưng mà đôi khi người ta đọc nó hơi ướt ướt thì để cho nó theo cái cách nói, theo cái cách đọc của nó cho nó hay hay, la peinture. La lecture, le tennis, đây là một môn thể thao. Môn thể thao này, tôi xin nói trước, thì mai mốt chúng ta sẽ gặp lại. Các môn thể thao, đa phần, gần như hầu hết tất cả các môn thể thao trong tiếng Pháp đều bắt nguồn từ tiếng Anh. Đây này, đây là tiếng Anh này. Và nó lại có một quy tắc là tất cả những danh từ gì mà xuất phát từ một tiếng nước ngoài mà du nhập vào trong tiếng Pháp thì đại bộ phận, đại đa số các trường hợp đều là giống đực. Như vậy, le tennis là giống đực, le football là môn bóng đá cũng là giống đực, rồi tất cả các cái môn khác chúng ta chưa thể kể ra ở đây, môn volley, le volleyball, môn bóng bầu dục, le rugby, rồi môn cầu lông, le badminton, hầu tất cả đều là le hết. Và tôi xin đọc lại, le person, người ta đó, la femme, phụ nữ, một bà. La fille, một cô gái. Phái nam, l'homme, người đàn ông. Le garçon, đứa bé trai. Les loisirs, một số các thú tiêu khiển. L'athlétisme, là môn điền kinh. Le cinéma, môn điện ảnh. La danse, môn khiêu vũ. La lecture, sự đọc sách. La musique, âm nhạc. La natation, môn bơi lội. Rồi la peinture, môn vẽ, môn hội họa. Vẽ này là phải vẽ bằng nước, có cọ, có nước, chứ không phải vẽ bằng bút chì, bằng phấn. La peinture. Le tennis là môn bóng tennis. Và bây giờ chúng ta có một cái bài tập Complete les phrases. Les phrases là như thế này này, nó rất đơn giản, gồm có một cái động từ và một cái danh từ đi sau đó. Động từ này là j'aime, là tôi yêu, tôi thích. Và bây giờ chúng ta điền vào bằng một cái môn thể thao mà chúng ta thấy tương ứng với cái hình ảnh. Hình ảnh này
Xin lỗi, đây không phải môn thể thao, đây là một cái hoạt động nhé. Chúng ta thấy đây là một số người đang ngồi trong một cái phòng. Cái phòng này nó tối tối, nó có một số ghế và người ta đang nhìn lên trên một cái gì đó. Ở đây còn đeo kính nữa, tức là các phim 3D, 4D đó, đeo kính để cho nó thấy cái hình ảnh nổi đó. Như vậy, ở đây chúng ta điền vào cái gì? Chúng ta dựa vào các cái chữ được đề xuất ra này, chúng ta thấy cái hình này tương ứng với gì? Le cinema. Như vậy công việc của chúng ta là điền vào cái chỗ này là Le cinema, phải điền vào cho đầy đủ cả mạo từ và cả danh từ luôn. J'aime le cinema. Rồi chúng ta điền vào cái chữ cho phù hợp với hình ảnh. Le cinema. Và đây là một danh từ, chúng ta thấy như vậy là danh từ giống đực này. Tôi tin sửa lại một tí là cái ô này nó có accent aigu, viết cho nó trúng accent aigu. Đó, như vậy chúng ta thấy Le Cinema là một cái phòng ở trong đó người ta ngồi để người ta coi cine. Tới hình thứ hai cũng là động từ em mê, là yêu, là thích, đây là thích này. Il là ngôi thứ ba, anh ta thích, thích cái gì đây? Chúng ta nhìn vào bên trên, chúng ta thấy cái môn này nó có cái vợt và có những trái banh và trên một cái nền đất, đây là nền đất, có thể là nền xi măng, đây là môn tennis, le tennis, chúng ta phải viết đầy đủ cái chữ này vào. Il aime le tennis. Khi viết một danh từ như chúng ta vừa mới viết, chữ bên trên, chữ bên dưới, chúng ta phải có cái mạo từ và mạo từ này chúng ta phải học thuộc theo như quy định của nó là giống đực hay giống cái. Đây là lơ này, đây là lơ thì phải viết đúng, chúng ta không thể tùy tiện bởi vì mỗi từ nó có một cái giống của nó. Rồi tới hình kế tiếp, hình C, GM tuy là ngôi thứ hai rồi lên giọng như vậy thì cô hỏi bạn có thích các cái này không. Đây không phải là danh từ, đây là các cuốn sách, nhưng mà ở trên này trong danh sách người ta không có cái chữ sách nhưng mà người ta có cái chữ đọc sách, là lecture. Bạn có thích việc đọc sách không? Tu aimes la. Vậy chúng ta điền danh từ này vào có mạo từ la, bởi vì theo quy định là mạo từ la này đi với một danh từ giống cái và la lecture là danh từ giống cái thì chúng ta dùng chữ la. Rồi tới hình số 4, hình D này, elle mà cô ta thích, đây là chuyện bơi lội này. Cái người bơi này có thể là vận động viên này đang ở dưới nước và đang làm động tác bơi, thì chúng ta nhìn cái chữ bơi ở bên trên trong cái danh sách này thì chúng ta thấy sự bơi lội là la natation. Natation là một danh từ feminine thì chúng ta điền vào đây elle aime la natation. Và hình cuối, chúng ta nhìn vào hình, chúng ta thấy các cái, chưa phải hình cuối, tôi xin lỗi, hình áp cuối, thì chúng ta thấy một số người, đây là các vận động viên đó, đang nhảy qua một cái chướng ngại vật, đây là một cái hàng rào, đây là môn điền kinh, nhảy cao, nhảy xa, nhảy chướng ngại vật, đó là các cái môn điền kinh. Thì chị em, bạn có thích hay không? Lên dấu hỏi, và chỗ này chúng ta phải lên giọng. Chị em chúng ta tìm cái chữ điền kinh ở trong cái danh sách mà chúng ta vừa mới học từ ngữ thì chúng ta thấy môn điền kinh là l'athlétisme. À, tôi xin nói thêm một chút về cái danh từ này. Trước hết chúng ta nói lúc nãy là trong các ký tự này, ký tự as không phát âm, ký tự as này không bao giờ phát âm, thì còn lại là l'athlétisme. Và bởi danh từ này mở đầu bằng một nguyên âm thì người ta không thể để lơ cũng không thể để la. Người ta dùng một cái chữ viết tắt là L apostrophe. Lát nữa khi học về về các cái mạo từ để phi thì tôi sẽ nói lại cái tên của cái này. Ở đây chúng ta chỉ hiểu là ở chỗ này nó có thể hoặc là la hoặc là lơ, mình chưa biết là la hay lơ, nhưng mà chắc chắn mình phải dùng L apostrophe, L phẩy, bởi vì cái danh từ này mở đầu bằng một nguyên âm A. Như ở đây sách vở này, từ điển người ta giúp mình, người ta đề là M mà mở ngoặc đóng ngoặc. Như vậy đây là một danh từ giống đực. Nhưng mà sau này chúng ta học chúng ta cũng không không cần để chúng ta cũng biết đây là danh từ giống đực bởi nó kết thúc bằng isme. Các danh từ kết thúc bằng isme thì 100% nó đều là masculine. Vậy chúng ta thấy cái chữ athleticism là chỉ
môn điền kinh thì chúng ta điền vào đây. Bạn có thích môn điền kinh không? GM, và chúng ta điền cái chữ chúng ta vừa mới đọc, L apostrophe rồi A A Lê Tisma, L'athlétisme, và chữ ơ này là có accent aigu. Tu aimes l'athlétisme, để có dấu hỏi nhé. Tu aimes l'athlétisme. Và cái hình cuối cùng chúng ta nhận thấy cái hình này là có cái bàn tay đang cầm một cái cọ, một cái cọ là cái pencil, rồi bên dưới có một cái khay màu, nhiều màu lắm. Như vậy người này đang vẽ, vẽ là vẽ bằng màu á, thì chúng ta có cái danh từ vẽ bằng màu, là chúng ta có cái danh từ như thế này. Xin coi lại cái danh sách. La peinture, chúng ta đã học khi nãy, học về các cái từ ngữ của các môn giải trí. La peinture là vẽ, mà vẽ bằng màu, bằng cọ, thì chúng ta điền vào đây. Tôi thích môn hội họa. J'aime la peinture. Tôi thích môn hội họa. Như vậy chúng ta vừa mới làm cái công việc là chúng ta học một số từ ngữ và chúng ta điền vào cái chỗ trống, điền vào cái chỗ người ta đòi hỏi dựa vào cái hình này. Nhưng mà khi điền vào chúng ta tìm một cái chữ đúng ý nghĩa với, nhưng điều quan trọng trong bài này là chúng ta phải học cái mạo từ này, các cái ác tích này. Có khi nó là la như ở trường hợp này, có khi nó là lơ trong trường hợp khác, đây là lơ, có khi nó lại là el apostrophe, thì chúng ta sẽ học ở trong cái phần ngữ pháp. Và ở cái trang này có một phần cuối là các con số. Các con số ở đây chúng ta thấy học từ 32 cho tới 69. Từ 32 tới 69 là những con số bình thường, rất là dễ đọc. Chúng ta đã học 30 là trente, 31 có cái con số lẻ là một, có đơn vị thì trente et un. Rồi từ đây trở đi chúng ta cứ cứ đọc một cách là ghép hai cái từ vào, 32 là 30 với 2. Nhưng để ý là phải có cái gạch nối. Để ý là phải có cái gạch nối, đây là cái gạch nối bắt buộc. 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38. Ở đây chúng ta để ý là phải đọc nối. Ở bên trên, các cái số bên trên, tại vì hai cái phụ âm nó đi với nhau thì không có nối. Nhưng ở đây chúng ta thấy có một phụ âm đi trước và một nguyên âm đi sau thì chúng ta phải nối. Ở đây là ascom này, thì tới nguyên âm là u, thon tuyết, thon tuyết, 39, thon nerve, trở lại bình thường, 30 và 9, 40 là 40. Giờ chúng ta đi tiếp, 41, 41, 42 là 42, vân vân, 50 là 50, 51 là 51, 52 là 52, đi tiếp. 60 là 60. 61 là 60 với 1, 61. Và chúng ta đọc tiếp 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 và chấm dứt ở đây. Bởi vì sau 69 chúng ta lại đi vào một cái khúc đặc biệt. Vậy chúng ta cùng nhau đọc lại cái con số ở trong sách. Les nombres, các cái con số, de, 32 là từ 32, a là cho đến 69. Chúng ta đọc các con số từ 32 cho tới 69. De, a, có nghĩa là từ cho đến, tiếng Anh là from. Rồi chữ a này là to này. Rồi, ở đây chúng ta để ý nhé, con số 30 chúng ta học rồi, tới con số 40 thì chúng ta thấy là cái đơn vị là chúng ta phải học thôi. 40 là 40, 50 là 50, đánh lại. Rồi 60. Vậy chúng ta học cái các cái con số chục này rồi cứ ghép vào bằng cách có đơn vị một thì thêm e e có nghĩa là và 40 và 1, 50 và 1, 60 và 1, 30 và 1. Còn các con số từ 2 đổ lên thì chúng ta cứ viết bình thường, nhưng nhớ đừng quên cái gạch nối.
Tôi đọc lại cái khúc này. 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 40 là 40, 41. 50 là 50, 51. 60 là 60, 61. Và đây là 69 là 69.